Hello there. Chúng mình lại gặp nhau trong series 10 phút bí quyết về ngành. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên fanpage của Đại học Đông Á. Và hôm nay là một số đặc biệt khi mà bọn mình, những người đang học những khối ngành ngôn ngữ khác nhau của Đại học Đông Á, bao gồm ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Hàn. Hello there. 皆さん、こんにちは。大家好。안녕하세요。Điều đặc biệt ở đây chính là các bạn sẽ được nghe những câu chuyện, những trải nghiệm về việc học tập của sinh viên ngôn ngữ đang học tại Đại học Đông Á. Hãy cùng khám phá nhé. ドンア大学のキャンパスに入ると日本の有名なシンボル桜を見えて綺麗で涼しい。これがドンア大学の第一印象です。校庭で美しい写真を撮ったり、放課後に友達とおしゃべりしたり、学生の皆さんが一緒に楽しめるところだと思います。さらに2022年には世界の文化的装飾をデザインしたインターナショナルゾーンというフロアができました。学生の皆さんもぜひご覧になってください。現代的で実践的な教育哲学部を持つドンア大学は、最新の施設および設備があり、経験豊富で熱心な教員がいらっしゃって、学生の私に最新の教育環境を提供し、必要となる知識を教えてくれます。多くの外国人教員による対面授業だけでなく、各国のボランティアによるオンライン授業もありますので、効果的で活気ある言語学習環境が体験できます。ドンア大学の最大の特徴は、外国語教育だけではなく、大学教育全体で反転授業を実施していることです。学生たちは e ラーニングシステムで、教員から配られた資料やビデオなどを通じて自習を行って、そして、対面授業では、教員や、学生たちと練習やグループ活動を行っています。また本学では1年生の段階から企業文化、そしてソフトスキルなどを学ぶことにも焦点を当てており、学生たちが海外企業の職場環境に慣れて、そして国内外の企業でもインターンシップに参加できるように教育を行っています。Hello everyone, my name is Phan Minh Tuấn and my major is English. Currently, I am final year student from the Department of English and Culture. So today, I would like to share to you my 4-year journey at Dong An University. Let's find out. In addition to in-class activities, what else would appeal to us? English major students would have a golden chance to take part in extracurricular activities in which we can learn a lot from that. For example,English major students can participate in exchange program with international students from New Zealand. This is an amazing English environment which helps us exchange culture and enhance English skills as well. Also, we can cooperate with students from Korean University on project-based learning. Especially, we would definitely use 100% of English during academic projects. Besides,We are thrilled to talk with the sailors from the US Navy on the USS Theodore Roosevelt and listen to interesting stories about their lives. What an awesome chance for us to meet Mrs. Emily Hamblin, the British Consulate General in Ho Chi Minh City. So, what's more?
English major student can participate in a short-term exchange with students from Ukraine of Indonesia, in which we can have a better insight of various aspects like literature, creative writing, reading comprehension, translation, and English education.여러분안녕하세요저는동아대학교한국어문화과2학년학생강득양이라고합니다우리학과학생은1학년때부터여러유익한대회에참가할수있어요예를들어북중부한국어말하기대회수단항종영사관이주재하는한국어말하기대회한국예술맛보기한마당수베트남한국어웅변대회등이있어요그리고저는한국어를공부한지1년만에부단항종영사관이주재하는한국어말하기대회에서상여상을땄어요이러한성과를이룰수있었던것은학교의적극적인지원과실력이좋고열정적인한국어베트남선생님들덕분이에요우리학과뿐만아니라다른외국어학과에도중국어웅변대회한자경시대회온라인라디오웅변대회전국호세웅변대회영어웅변대회영어학과인재찾기대회와같은여러가지대회가있어요그래서교육의질이높고학비도저렴한동아대학교에서공부하는게정말만족스러워요 Hello, 大家好在东亚大学学习外语在上海参加了许多课外活动比如越南日本文化节越南中国美食节与美国海天交流越韩文化节汉字节等等从这学生可以放松身心活跃自己的个性激发自己的某些才能此外学生们还参加了许多俱乐部比如热络英语 GDA 日语热沙块传统舞蹈韩国 K-POP 汉语和韩语俱乐部等等这时同学们可以提高语言能力扩缺文化知识的平台这些活动中学生不只参加娱乐活动还可以直接参加活动的举办工作这样学生一边锻炼自己一边发挥人技能逐渐磨练成毕业后各企业的接待人才 với những trải nghiệm học tập và làm việc tại ngôi trường này bọn mình tự tin dám chắc rằng Đông Á chính là nơi học tập và làm việc tốt nhất dành cho những khối ngành ngôn ngữ nói riêng và những ngành khác nói chungVì vậy, nếu các bạn đã theo chân bọn mình đến đây thì đừng ngần ngại gì nữa và hãy mau inbox liền cho fanpage của Đại học Đông Á nhé. Và bây giờ thì... Welcome to Đông Á University!